Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ kể từ các bạn trận đại chiến của hai cao thủ võ vương. Đây là vòng đấu trong giải cờ tướng Rắc Cấp Biên Tái năm 2022 trong khuôn khổ của vòng thiếu thứ 11. Bên đỏ đi tiên là tay cờ trẻ được coi là thiên tài mới của làng cờ tướng Trung Hoa, danh thủ Vương Vũ Bác, và người cầm bên đen là danh thủ Vương Thứ Nhất với lối chơi công thủ vẹn toàn. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chi 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 Chi
将军。吃。吃。吃。吃。将军。吃。将军。吃。将军。将军。Và tiếp theo sau vật cờ cho thoái bại chiếu về rất hay đến từ bên đen của ngoại tỷ lệ khách vương thứ nhất, thì kỳ thủ cầm bên đỏ đi tiên là vương bú bác đã phải buông cờ xin thua trong hình cờ đó. Khi các bạn thấy ngay bên đỏ chết xe, hình cờ sẽ kém hơn rất nhiều so với bên đen trong hình cờ như vậy. Như vậy kênh học của tướng online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên màn thi triển đỉnh cao đánh trong giải của tướng Jacques Văn Tái năm 2022 trong khuôn khổ của vòng thiếu thứ 11. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Kính chào và hẹn gặp lại.